vị đang đến với tạp chí Địa ốc trên kênh truyền hình FBNC. Trong phần đầu tiên của chương trình, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị các thông tin đáng chú ý như sau. Mỗi tháng có hơn 500 công ty địa ốc được thành lập. Ngân hàng Nhà nước bác bỏ đề xuất của Horea về mức lãi suất cho vay nhà ở xã hội. Đà Nẵng cần có giải pháp phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu. Thưa quý vị, trong 5 tháng qua thì cả nước có hơn 2.600 công ty địa ốc thành lập mới, đóng góp vào nền kinh tế số vốn gần 150.000 tỷ đồng. Theo thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ngành bất động sản tiếp tục dẫn đầu về tăng trưởng số lượng doanh nghiệp và vốn đăng ký mới, lần lượt đạt 41% và 29% trong 5 tháng đầu năm nay. Cụ thể, có hơn 2.600 công ty địa ốc được thành lập với tổng số vốn là gần 150.000 tỷ đồng. Ước tính bình quân mỗi ngày, nhóm ngành này ghi nhận thêm 17 doanh nghiệp thành lập. Tính chung, có hơn 52.300 doanh nghiệp thành lập mới trong 5 tháng đầu năm, tăng hơn 3,5% so với cùng kỳ năm trước và tạo việc làm cho hơn 412.000 người lao động. Doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng vẫn chiếm áp đảo về số lượng với gần 90%. Tổng vốn rót vào nền kinh tế xấp xỉ đạt 1,42 triệu tỷ đồng, trong đó vốn đăng ký bổ sung đạt hơn 900.000 tỷ đồng. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân của mỗi doanh nghiệp giai đoạn này là 9,9 tỷ đồng. Bộ Xây dựng vừa kiến nghị Thủ tướng Chính phủ bổ sung thêm 3.000 tỷ đồng vào vốn cho vay nhà ở xã hội nhằm giúp giải cứu các dự án nhà ở xã hội đang bị chậm tiến độ hoặc phải dừng thi công. Theo Bộ Xây dựng, việc phát triển nhà ở xã hội còn tiến triển khá chậm, gặp nhiều khó khăn do lượng vốn ngân sách bố trí cho Ngân hàng Chính sách Xã hội trong giai đoạn 2018-2020 mới chỉ đáp ứng được khoảng 13% so với yêu cầu. Ngoài ra, hiện không có nguồn vốn để tiếp tục cho vay sau khi gói tín dụng 30.000 tỷ đồng đã giải ngân hết vào cuối năm 2016. Bộ cũng cho biết đến nay mới có 186 dự án nhà ở xã hội được hoàn thành và bàn giao 75.700 căn hộ, tương đương 3,78 triệu mét vuông sàn nhà ở. Việc phát triển nhà ở xã hội mới chỉ đạt khoảng 30% so với mục tiêu đề ra trong chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Việc phát triển nhà ở xã hội tiến triển rất chậm, nhiều khó khăn, ách tắc. Nguyên nhân chính là do đói vốn ngân sách, đơn cử lượng vốn bố trí cho Ngân hàng Chính sách Xã hội để thực hiện chủ trương cho vay ưu đãi phát triển nhà ở xã hội trong giai đoạn 2018-2020 là 1.262 tỷ đồng, chỉ đáp ứng khoảng 13% so với yêu cầu. Thưa quý vị, Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản trả lời kiến nghị của Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh Horea liên quan đến việc áp dụng lãi suất cho vay nhà ở xã hội đối với các đối tượng hưởng chính sách nhà ở xã hội. Trong văn bản trước đây gửi Ngân hàng Nhà nước, Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh Horea đã kiến nghị áp dụng một mức lãi suất ưu đãi cho vay nhà ở xã hội là 4,8% một năm và lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay. Đối với tất cả các đối tượng hưởng chính sách nhà ở xã hội, không phân biệt vay tại Ngân hàng Chính sách Xã hội hay tại tổ chức tín dụng được chỉ định, không phân biệt vay theo Nghị định 100 hay gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ đồng. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước vừa có phản hồi về kiến nghị trên. Cụ thể, đơn vị này cho rằng hàng năm ngân hàng đã rà soát căn cứ diễn biến thị trường để ban hành hoặc trình Thủ tướng về các mức lãi suất cho vay ưu đãi. Mức lãi suất phải phù hợp áp dụng đối với từng chương trình cho vay, đối tượng vay và mục đích vay vốn theo đúng quy định về lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở tại Luật Nhà ở, Nghị định số 100, Nghị quyết số 02 và các văn bản liên quan. Vì vậy, kiến nghị của Horea về việc áp dụng chung một mức lãi suất cho vay nhà ở xã hội là chưa phù hợp với quy định của pháp luật. Về lãi suất nợ quá hạn, Ngân hàng Nhà nước vẫn sẽ thực hiện theo thông tư 39, nghĩa là khi khoản nợ vay bị chuyển quá hạn, thì tổ chức tín dụng cho vay sẽ áp dụng lãi suất quá hạn không vượt quá 150% lãi suất cho vay. Trên cơ sở thẩm định về phương án vay vốn, vốn tự có, nguồn trả nợ cụ thể của từng khách hàng, ngân hàng sẽ thỏa thuận với khách hàng về lãi suất quá hạn và được quy định tại hợp đồng tín dụng phù hợp với quy định của pháp luật. Như vậy, Ngân hàng Nhà nước đã không chấp thuận với các đề xuất của Horea. Văn phòng Đăng ký Đất đai Thành phố Hồ Chí Minh vừa báo cáo với Sở Tài nguyên Môi trường về tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất từ đầu năm đến nay. Cụ thể, lượng hồ sơ giao dịch tại một số quận huyện tăng mạnh như quận 1, quận 9, Củ Chi, Bình Chánh, Bình Tân. Đáng chú ý, so với cùng kỳ năm trước, tỷ lệ giao dịch đã tăng rất cao, như quận 9 tăng 29,5%, Củ Chi tăng 52,2%, Cần Giờ tăng 83%. Với tình trạng này, nhiều quận huyện đã phản ánh các vấn đề trễ hạn hồ sơ. Vì vậy, trong thời gian tới, thành phố sẽ cho phép Sở Tài nguyên và Môi trường ủy quyền cho giám đốc các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai các quận huyện ký giấy chứng nhận, thay vì phải chuyển hồ sơ lên văn phòng đăng ký đất đai thành phố.
Các cá nhân tổ chức nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sử dụng khoảng 46.000 ha đất. Đó là thông tin từ báo cáo tình hình quản lý nhà nước về đất đai vừa được Chính phủ gửi đến Quốc hội. Trong báo cáo tình hình quản lý nhà nước về đất đai vừa được gửi Quốc hội, Chính phủ cho biết hiện cả nước có khoảng 33 triệu ha đất, trong đó khoảng 31 triệu ha đã được sử dụng vào các mục đích, chiếm 93,62% tổng diện tích tự nhiên. Cụ thể, hơn 26 triệu hecta diện tích đất đã giao cho các đối tượng sử dụng, chiếm 81,07 tổng diện tích các loại đất. Các tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sử dụng khoảng 46.000 hecta, chiếm 0,17% tổng diện tích của cả nước. Ngoài ra, báo cáo còn nêu rõ số tiền thu từ đất gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đã tăng qua các năm cho ngân sách nhà nước. Thưa quý vị, Đà Nẵng được xem là một trong những thành phố phát triển nhanh chóng tại Việt Nam. Tuy nhiên, thì một trong những khó khăn mà thành phố này đang cần phải có giải pháp kịp thời để đô thị có thể thích ứng với biến đổi khí hậu, đó là việc ứng phó với hiện tượng sói lở bờ biển Đà Nẵng. Những năm qua, Đà Nẵng đã có bước tăng trưởng kinh tế khả quan và đang khai thác hiệu quả những thế mạnh như du lịch, bất động sản, hàng hải và logistics. Bên cạnh đó, đô thị này đang phải đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là việc ứng phó với hiện tượng sói lở bờ biển Đà Nẵng. Tại hội thảo Đầu tư có trách nhiệm vào phát triển đô thị thông minh, ông Arno Kops, công ty tư vấn Wittervin Plus Boss Hà Lan đã chia sẻ, giải pháp chống sói lở bờ biển mà Hà Lan đã áp dụng thành công được gọi là động cơ cát. Nghĩa là Hà Lan không sử dụng các kè bê tông mà dùng chính cát biển bằng cách đổ cát biển tập trung tại một số khu vực bờ có nghiên cứu, sau đó dàn đều cát ra các vùng sói lở xung quanh. Đại diện Tổng lãnh sự quán Hà Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho rằng giải pháp này không quá tốn kém và không nhất thiết phải sử dụng ngân sách nhà nước mà có thể kêu gọi sự tham gia đầu tư của các resort và khách sạn ven biển. Giải pháp trên đã được chính quyền và doanh nghiệp thành phố Đà Nẵng tiếp thu và nghiên cứu kế hoạch thực hiện trong thời gian tới. Thực vị, nếu tính cả vốn đăng ký bổ sung của các dự án đã cấp phép từ các năm trước, thì vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI và hoạt động kinh doanh bất động sản ở Việt Nam trong 5 tháng đầu năm đạt hơn 806 triệu đô la Mỹ. Đây là thông tin vừa được Tổng cục Thống kê công bố. Mới đây, Tổng cục Thống kê đã công bố báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 5 vừa qua. Trong đó, tính đến ngày 20 tháng 5, số vốn đăng ký các dự án được cấp phép mới và hoạt động kinh doanh bất động sản đạt khoảng 623 triệu đô la Mỹ. Nếu tính cả vốn đăng ký bổ sung các dự án đã cấp phép từ các năm trước, thì vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào hoạt động kinh doanh bất động sản tại Việt Nam đạt hơn 806 triệu đô la Mỹ, chiếm 11,3% tổng nguồn vốn FDI. Tổng cục Thống kê cũng cho biết, 5 tháng đầu năm nay, Việt Nam có 43 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp phép mới. Trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh có số vốn đăng ký lớn nhất. Tiếp đến là Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai, Bạc Liêu. Bên cạnh đó, thì trong số 50 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam, thì Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhất, theo sau là Nhật Bản, Thái Lan, Singapore. Trước khi đến với phần 2 của tạp chí Đốc, thì xin mời quý vị cùng theo dõi nhận định thị trường đến từ ông Phan Trường Sơn, là trưởng phòng phát triển nhà ở Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, liên quan đến xu hướng mua nhà của người dân hiện nay. Thì trong các cái dự án nhà ở thương mại á, thì cái giá cả chung cư cũng như nhà ở liên kết thấp tầng, thì cái thu nhập của người dân để mà tạo lập cái nhà ở, nó cũng không phải là tất cả ai cũng có thể là mua nhà ở trong dự án được. Mà người dân có xu hướng muốn nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, các cái lô đất nhỏ, ví dụ như từ 50m² cho đến 80m², đã có quyền sử dụng đất rồi và người dân người ta tự xây dựng, thì giá thành nó vẫn rẻ hơn là trong các cái dự án phát triển nhà ở thương mại. Dĩ nhiên là cái tính đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật thì trong các dự án thì nó tốt hơn. Và trong phần tiếp theo của chương trình là các thông tin đáng chú ý như sau. Chồng chéo trong quản lý đất công viên bị chiếm dụng làm kinh doanh. Bất động sản công nghiệp Việt Nam phát triển đầy hứa hẹn nhờ vào CPTPP. Quý vị đang tiếp tục quay trở lại với tạp chí Đốc trên kênh truyền hình FBC. Thưa quý vị, mặc dù quy định về đánh số gắn biển số nhà đã được thành phố Hà Nội ban hành 4 năm nay, nhưng tình trạng lộn xộn số nhà tại thành phố này vẫn luôn diễn ra gây nhiều bất cập cho người dân và du khách. Cần phải giao một đơn hàng tại số nhà 30 phố Yên Lãng, quận Đống Đa, anh Nguyễn Đăng Kiên, nhân viên giao hàng đã cho biết anh phải vòng đi vòng lại con phố này nhiều lần vì số nhà đánh rất lộn xộn. Anh đã tốn rất nhiều cuộc điện thoại mới tìm được đúng địa chỉ của khách hàng. Đi giao số nhà 30 Yên Lãng, thì ở đây đến số 28 rồi thì lại sân nhanh sang số 34. Tự trời nắng nóng như này thì tôi cảm thấy tìm như là kiểu mất thời gian, rất vất vả.
Đối với những người dân sinh sống buôn bán trên con phố này, việc đánh biển số nhà không theo thứ tự khiến họ rất bất bình. Mặc dù sau khi mở rộng tuyến phố này, cơ quan chức năng đã thực hiện đánh biển số nhà lại, thế nhưng tình trạng lộn xộn vẫn chưa được cải thiện. Bây giờ cái phố này nó mở ra rất là to rồi và cũng là một trong số những phố chính ấy. Và tại sao mà mình lại không đánh lại số, vì mình biết là cái số này trước đây đã đánh lại một lần rồi mà không hiểu tại sao nó vẫn cứ lộn xộn như thế. Còn đây là đường Cầu Giấy thuộc quận Cầu Giấy. Rất nhiều nhà mặt đường đánh số không theo thứ tự. Sở dĩ có tình trạng này bởi đây là khu vực giao cắt với dự án đường nối giữa Bảo tàng Dân tộc học và đường 32 mới được hoàn thiện. Trong khi đó, việc đánh số nhà lại chưa được đồng bộ trong quy hoạch. Đáng lẽ ra làm xây dựng ấy là anh phải bám sát quy hoạch và chỉ được tuân thủ theo quy hoạch mà thôi. Đấy. Cho nên khi mà đã tuân thủ quy hoạch thì ta giờ cũng có phương án là đánh số nhà, từ nhà số 1 cho đến nhà cuối cùng của cái nhà to. Đấy. Nhưng có đây là ta đang làm xong không phá vỡ quy hoạch, tự nhiên ép một cái nhà nữa vào. Đấy. Nó rối lên. Vào ngày 25 tháng 1 năm 2014, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành quy chế đánh số, gắn biển số nhà và biển chỉ dẫn công cộng. Thế nhưng khi giao về Ủy ban Nhân dân các quận, huyện triển khai vẫn vấp phải nhiều khó khăn. Chúng tôi vẫn gặp một số những cái khó khăn. Cụ thể như hiện nay là hệ thống số nhà tại một số cái tuyến đường cũ như là Cầu Giấy và Xuân Thủy hiện nay là không được liền mạch và bị ngắt quãng do đã bị giải phóng mặt bằng một phần. Thứ hai là liên quan đến cái vấn đề là chưa thống nhất được cái phương án đánh gắn biển số nhà đối với những cái tuyến đường mà nằm thuộc địa giới hành chính của nhiều quận huyện. Thứ ba là chúng tôi cũng gặp khó khăn trong đối với những cái tuyến đường mà mới đầu tư xây dựng và chưa được đặt tên. Dù còn nhiều khó khăn, song đã đến lúc các cơ quan chức năng ở Hà Nội cần phải vào cuộc quyết liệt hơn nữa nhằm chấn chỉnh tình trạng loạn biển số nhà ở các tuyến phố kéo dài trong nhiều năm qua. Điều này không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và du khách khi tìm kiếm địa chỉ mà còn góp phần đưa Hà Nội thực sự trở thành một thủ đô văn minh trật tự. Thưa quý vị và các bạn, tình trạng đất công viên dùng để kinh doanh ngày càng diễn ra phổ biến tại Thành phố Hồ Chí Minh, khiến cho nhiều người dân nơi đây bức xúc vì mất đi không gian thư giãn, sinh hoạt vui chơi. Xin mời quý vị cùng theo dõi đoạn ghi nhận của phóng viên ngay sau đây. Tại khu vực Thảo Cầm Viên, Thành phố Hồ Chí Minh, nơi mà người dân ở thành phố này quen gọi là sở thú với tuổi đời trên 150 năm, hầu như toàn bộ mặt tiền đường Nguyễn Thị Minh Khai đã chuyển sang khu kinh doanh trò chơi và dịch vụ ăn uống. Còn tại công viên 23 tháng 9, quận 1, một phần đất bên trong công viên hiện được sử dụng làm bãi xe buýt, sân khấu ca nhạc, quán cà phê và trung tâm thương mại ngầm. Với những hoạt động như vậy, công viên 23 tháng 9 đã biến thành chợ hơn là dành cho người dân đi dạo thư giãn, tận hưởng không khí thoáng mát. Người ta muốn đi công viên để giải trí tinh thần đấy cho nó thoải mái, mà mình lại cứ mang đồ hay là vào bán thì nó không có hợp lý. Ban quản lý công viên thì có nên có biện pháp để mọi người không nên vào công viên để kinh doanh. Mặc dù Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có công văn số 465 chỉ đạo các đơn vị liên quan yêu cầu sử dụng đúng mục đích phục vụ công cộng của công viên, nhưng thực tế cho thấy đang có sự chồng chéo giữa đơn vị cấp phép và đơn vị quản lý. Việc mà cấp phép mà cho các cơ sở này kinh doanh trên công viên thì là đây là thẩm quyền của Sở Giao thông Vận tải chứ không phải là của Ủy ban dân phường. Còn về việc mà khi mà các cơ sở này kinh doanh trên địa bàn của phường thì phường vẫn quản lý tất cả về cái âm thanh, ánh sáng, an ninh trật tự và mọi cái lĩnh vực mà diễn ra trên địa bàn. Thực tế, để quản lý tốt tình trạng kinh doanh trong công viên, trả lại không gian công cộng cho người dân, cần sự kiên quyết vào cuộc của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Cái này phải có quyết tâm rất lớn, tâm chính trị rất lớn từ chính quyền thành phố. Bởi vì cái ý nghĩa của cái công viên, ích lợi của công viên thì nó rất rõ rồi. Nó không có gì cần phải bàn cãi nữa. Nên chúng ta phải khôi phục lại để làm sao cho cái chất lượng cuộc sống người dân người ta có tốt hơn. Thành phố Hồ Chí Minh với tốc độ đô thị hóa đang diễn ra một cách chóng mặt và không gian sống đang dần bị thu hẹp. Vì vậy, những công viên với vai trò là lá phổi xanh cần được bảo vệ và giữ đúng chức năng để người dân Thành phố Hồ Chí Minh còn có một không gian xanh để thư giãn. Thưa quý vị, thị trường bất động sản Việt Nam được dự đoán sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trong năm nay. Trong đó thì phân khúc bất động sản công nghiệp được các chuyên gia dự đoán là sẽ tạo nhiều bứt phá cho sự phát triển của thị trường này. Bên cạnh đó thì hiệp định CPTPP có hiệu lực trong thời gian sắp tới cũng sẽ tạo đà phát triển cho ngành công nghiệp Việt Nam nói chung và bất động sản công nghiệp nói riêng. Để tìm hiểu rõ hơn bất động sản công nghiệp Việt Nam đang phát triển như thế nào thì chúng tôi đã có cuộc trao đổi với đại diện của công ty nghiên cứu bất động sản Jones Lang LaSalle. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Chào ông, thưa ông là một công ty chuyên nghiên cứu bất động sản châu Á-Thái Bình Dương. Ông đánh giá như thế nào về sự phát triển của thị trường bất động sản công nghiệp tại Việt Nam so với các nước trong khu vực trong thời gian gần đây?
Tình hình bất động sản công nghiệp ở Việt Nam hiện tại đang rất là sôi động. Tuy nhiên, theo tôi thì thị trường vẫn còn đang trong giai đoạn hình thành, còn khá là non trẻ so với các nước khác trong khu vực. Theo chúng tôi nhận thấy thì trong vòng 20 năm trở lại đây, khu công nghiệp phát triển nổi bật nhất đó là khu công nghiệp V-Ship, được hình thành dựa trên hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Singapore, với quy mô là 7.000 hecta. Theo quan sát của chúng tôi, thị trường bất động sản công nghiệp Việt Nam đang trên đà tăng trưởng với nhiều dấu hiệu lạc quan, như có sự chuyển dịch lớn của các nhà đầu tư Trung Quốc sang Việt Nam, và cũng như là các hiệp định thương mại tự do được ký kết trong thời gian gần đây. Bên cạnh đó, chính phủ Việt Nam cũng đã có những chính sách phát triển kinh tế, do đó sẽ tạo điều kiện phát triển thị trường bất động sản công nghiệp trong vòng từ 5 đến 10 năm nữa. Vốn FDI được xem là yếu tố tác động mạnh đến thị trường này. Tính từ đầu năm đến nay thì JLL có thống kê nào cho biết tình hình FDI đổ vào phân khúc này không, thưa ông? Theo thống kê của Tổng cục Thống kê thì trong vòng 4 tháng đầu năm nay đã có khoảng 8 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư nước ngoài FDI đổ vào Việt Nam. Theo ước tính của chúng tôi thì có khoảng 16% vốn FDI đổ vào thị trường công nghiệp, chủ yếu là ngành công nghiệp sản xuất. Rất là khó để chúng tôi có thể thống kê chính xác từng con số vào từng thị trường. Tuy nhiên, chúng tôi có thể đưa ra kết luận là có rất nhiều nhà đầu tư đang nhắm đến thị trường Việt Nam, trong đó phân khúc bất động sản công nghiệp đang được quan tâm rất nhiều. Ngoài FDI, theo ông hiện nay còn những yếu tố nào sẽ tác động đến sự phát triển của thị trường này? Có rất nhiều lý do khiến cho các công ty nước ngoài đầu tư đến Việt Nam. Theo quan sát của chúng tôi, thì Việt Nam đã và đang đón làn sóng lớn các nhà đầu tư từ Trung Quốc sang Việt Nam. Ý của tôi muốn nói là không chỉ các nhà đầu tư Trung Quốc, mà còn có các nhà đầu tư nước khác đặt trụ sở tại Trung Quốc. Lý do có sự dịch chuyển này là vì Trung Quốc đang muốn phát triển công nghiệp của họ, nhưng chi phí lao động ở Trung Quốc khá cao. Theo chúng tôi nhận thấy là cao gấp 2-3 lần so với chi phí lao động ở Việt Nam. Trong khi đó, chính phủ Việt Nam đang có rất nhiều chính sách thu hút các nhà đầu tư vào ngành công nghiệp sản xuất. Đồng thời, việc ký kết các hiệp định thương mại tự do với Hàn Quốc và châu Âu trong thời gian gần đây và hiệp định CPTPP sẽ có hiệu lực trong thời gian tới, cũng sẽ giúp cho bất động sản công nghiệp ngày càng phát triển hơn nữa. Quá trình phê duyệt hiệp định CPTPP đang diễn ra rất là nhanh. Hiện tại đã là có 6 nước phê duyệt. Tôi nghĩ hiệp định này sẽ nhanh chóng có hiệu lực trong năm nay và không có sự hiện diện của Mỹ cũng là một điều rất đáng tiếc. Tuy nhiên, Việt Nam sẽ là quốc gia nhận được lợi ích lớn nhất từ Hiệp định CPTPP. Cụ thể như trong thời gian tới sẽ có rất nhiều công ty nước ngoài chuyển địa chỉ đến Việt Nam để họ cũng có thể nhận lợi ích từ Hiệp định này. Ngoài ra, việc luân chuyển hàng hóa giữa các nước trong Hiệp định cũng sẽ được thuận lợi hơn nhờ vào chính sách giảm thuế. Điều này sẽ giúp cho Việt Nam trở thành điểm đến đầu tư rất là hấp dẫn, thu hút các nhà đầu tư nước ngoài đến Việt Nam hoạt động. Hiện tại thì Hiệp định CPTPP gồm có 11 nước, nhưng theo tôi, có khả năng nhiều nước nữa sẽ tham gia trong tương lai. Song bên cạnh đó thì CPTPP không những thúc đẩy thương mại và đầu tư giữa các nước thành viên, mà hiệp định này còn buộc các nước phải minh bạch hóa khung pháp lý trong việc trao đổi hàng hóa. Nhìn chung thì môi trường kinh doanh của Việt Nam đang rất là cải thiện nhờ vào sự thúc đẩy của nhà nước. Với kinh nghiệm đã và đang tư vấn cho nhiều doanh nghiệp bất động sản, JLL nhận định chiến lược và xu hướng đầu tư vào thị trường này của các doanh nghiệp trong và ngoài nước là gì? Như tôi cũng đã có đề cập lúc nãy là thị trường bất động sản công nghiệp Việt Nam vẫn còn đang ở giai đoạn đầu, khá là non trẻ so với các nước trong khu vực Đông Nam Á. Với những diễn biến tăng trưởng của khu công nghiệp trong thời gian gần đây và chính sách của chính phủ nhằm thu hút các nhà đầu tư nước ngoài cũng như trong nước, nhờ đó đã hỗ trợ cho sự phát triển của thị trường bất động sản công nghiệp. Theo nhìn nhận của chúng tôi, trong chiến lược ngắn và trung hạn, thì ngành bất động sản công nghiệp Việt Nam sẽ tập trung vào lĩnh vực sản xuất và Việt Nam cũng sẽ định hướng phát triển nền kinh tế theo hướng xuất siêu. Hiện tại thì Việt Nam đang định hướng trở thành một trung tâm sản xuất ở Đông Nam Á và là trung tâm xuất khẩu cho các nước trong khu vực. Chính vì những điều đó, các doanh nghiệp trong và ngoài nước tại Việt Nam sẽ có định hướng rõ ràng và hoạt động tích cực hơn ở thị trường này. Rất cảm ơn những thông tin chia sẻ vừa rồi. Tiếp theo trong phần 3 của tạp chí Đế Ốc sẽ là những thông tin nổi bật như sau. Chính thức cất nóc khu phức hợp The Pegasus. Evergreen kiệt tác nghệ thuật sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị đang tiếp tục quay trở lại với tạp chí Đế Ốc trên kênh truyền hình FBNC.
Vừa qua, chủ đầu tư khu phức hợp Pegasus, công ty cổ phần đầu tư Phương Việt đã tổ chức lễ cất nóc dự án khu phức hợp Pegasus tại quận 8 thành phố Hồ Chí Minh, đánh dấu sự thành công phần xây thô của toàn bộ công trình dự án căn hộ cao cấp, nhà phố thương mại Office Tower tại tổ hợp The Pegasus. Tọa lạc tại hai mặt tiền đường lớn Tạ Quang Bửu và Bình Đăng, The Pegasus là dự án phức hợp hiếm hoi tại khu Tây Nam thành phố Hồ Chí Minh và quận 8 vừa được cất nóc. Ông Lê Minh Tuấn, Chủ tịch Công ty Cổ phần Đầu tư Phương Việt chia sẻ, lễ cất nóc đánh dấu một bước tiến quan trọng của khu phức hợp The Pegasus, một trong những dự án trọng điểm của Phương Việt, đồng thời đánh dấu quá trình triển khai dự án đã đi được phần lớn chặng đường với sự nỗ lực, quyết tâm của chủ đầu tư và các nhà thầu. Với tổng diện tích 2,14 ha, The Pegasus được quy hoạch thành hai khu gồm 69 căn nhà phố thương mại và khu căn hộ cao cấp cao 37 tầng với 1.150 căn hộ, 16 căn shophouse và 72 căn office tower, nhằm đem lại cho cư dân không gian sống hiện đại, đẳng cấp, hòa hợp với thiên nhiên, nên chủ đầu tư The Pegasus đã sử dụng lối kiến trúc phong cách châu Âu và khai thác tối ưu diện tích cho công năng. Từ đó, bất cứ căn hộ nào cũng có thể đón ánh nắng ban ngày và ngắm nhìn không gian lung linh của Sài Gòn về đêm. Bên cạnh đó, cư dân sống tại The Pegasus còn được tận hưởng các tiện ích nội khu như trung tâm thương mại, siêu thị, nhà hàng, quán cà phê, trường mẫu giáo, khu y tế nội khu, công viên. Ngoài ra, khu căn hộ còn có hồ bơi tràn đạt tiêu chuẩn 5 sao, khu sân vườn trên cao, khu vui chơi trẻ em ngoài trời hay sân tập golf. Một điểm nổi trội của dự án đó là mật độ xây dựng chỉ khoảng 39,45% và phần còn lại được dành cho các mảng xanh. Và cư dân sống tại The Pegasus còn được thừa hưởng một không gian mát mẻ, trong lành nhờ dự án nằm liền kề dòng sông kênh đôi thơ mộng. Dự kiến sau khi cất nóc, dự án sẽ chào đón cư dân đúng kế hoạch trong năm 2018 và mang đến một chốn an cư lạc nghiệp, đời sống văn minh với các tiện ích hiện đại. Vào ngày 3 tháng 6 vừa qua, thì công ty Tiena Holdings và công ty Tài Nguyên đã công bố sự kiện hợp tác chiến lược ra mắt dòng sản phẩm City Villas. Công trình này cũng được ví von như kiệt tác nghệ thuật sống ngay tại rìa ven của thành phố Hồ Chí Minh. Dự án Evergreen được xây dựng nằm trên trục đường Nguyễn Lương Bằng với diện tích 7,4 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 8.000 tỷ đồng. Evergreen hướng đến mục tiêu trở thành một kiệt tác nghệ thuật sống với những công trình, cảnh quan đặc biệt tầm thế giới về lối kiến trúc lẫn tiện ích hạng sang chưa từng có tại Việt Nam như nhà hàng Marina với kiến trúc tổ chim, câu lạc bộ City Clubhouse, hồ bơi panorama xuyên suốt, công viên trung tâm, hệ thống giao thông đường bộ được ngầm hóa thông minh, sở hữu tổ hợp bến du thuyền đạt đẳng cấp 5 sao cùng chỗ đậu du thuyền riêng cho từng căn biệt thự. Evergreen chúng tôi nhận thấy rằng như tôi đã phân tích thì nó có một cái giá trị rất là tuyệt vời cả về hệ sinh thái, cả về cái giá trị sống và cả những cái kiến trúc cũng như là cái địa hình về mặt phong thủy. Cho nên là cái sản phẩm này mặc dù sản phẩm cao cấp thì được thị trường khá là kén chọn, nhưng tôi tin rằng cái sản phẩm này còn được coi là một cái sản phẩm siêu cao cấp và trên thị trường chưa bao giờ có được. Nên chắc chắn với những người mua, với những khách hàng khó tính và họ mong muốn có một cái giá trị sống tuyệt vời, an cư nhẹ nhàng thì họ sẽ đến với Evergreen và họ sẽ mong chờ những cái sản phẩm Evergreen của chúng tôi. Khu City Villas được kiến tạo lên với tầm nhìn hướng đến chuẩn mực sống cao cấp trong không gian sống xanh, trong lành và lãng mạn với lối kiến trúc độc đáo. Sử dụng thủ pháp sole giữa hai khu nhà đối diện, cho phép các khoảng trống được lấp đầy bởi ánh sáng tự nhiên, đồng thời tạo tầm nhìn thoáng đãng cho từng căn biệt thự. Hiện tại, dự án đã hoàn thiện xong phần xây dựng 30 căn biệt thự thuộc khu City Villas. Theo đó, trong giai đoạn 1 của đợt mở bán đầu tiên, khách hàng sẽ được bàn giao ngay sau khi ký hợp đồng chính thức. Đồng thời, tại buổi lễ, TNR Holdings cũng sẽ có chính sách ưu đãi đặc biệt dành cho các khách hàng đặt cọc và giao dịch thành công trong ngày ra mắt. Và trong chuyên mục mỗi tuần một câu hỏi, chúng tôi đã nhận được câu hỏi từ một vị khán giả giấu tên. Câu hỏi có nội dung như sau. Tôi đang trả góp một căn nhà ở xã hội, dự án vẫn đang hoàn thiện nên tôi chưa được nhận nhà. Giả sử ngay lúc này công việc của tôi tiến triển tốt, thu nhập tăng mạnh, phải nộp thuế thu nhập cá nhân đều đặn thì tôi có tiếp tục được ở căn nhà ở xã hội đã mua hay không? Chúng tôi đã chuyển câu hỏi này đến luật sư Nguyễn Vũ Trâm Anh và được luật sư giải đáp như sau. Xin trả lời câu hỏi của bạn như sau. Sau khi mà hồ sơ của bạn được xét duyệt và hai bên ký hợp đồng mua bán nhà ở xã hội thì xem như là bạn đã đủ điều kiện mua nhà ở xã hội. Thì trong trường hợp của bạn hỏi là trong quá trình bạn mua nhà, nếu như thu nhập của bạn tăng và thu nhập bạn trở thành thu nhập phải chịu thuế thu nhập cá nhân thì tôi xin trả lời như sau. Trong trường hợp này, căn cứ vào điều 120 Bộ luật dân sự về giao dịch dân sự có điều kiện thì trừ khi trong hợp đồng của bạn có ghi rằng cái điều kiện thu nhập cá nhân của bạn không phải chịu thuế là điều kiện bắt buộc
trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng. Và nếu như thu nhập của bạn tăng lên, bạn phải nộp thuế thu nhập cá nhân là điều kiện hủy cái hợp đồng mua bán nhà ở xã hội, thì lúc đó bạn mới không được quyền tiếp tục mua nhà ở xã hội nữa. Còn ngược lại, trong hợp đồng không có quy định điều khoản này thì bạn vẫn được quyền tiếp tục mua ở nhà ở xã hội. Và phần giải đáp vừa rồi của luật sư cũng đã khép lại thời lượng của tạp chí Đốc trên kênh truyền hình FBC. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thu Hiền xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.